Chương 31, đây là một nhân tài. Xin chào, làm quen chút nào. Tôi là Lam Hà, của công hội Làm Khê Các. Ác chính là Lam Kiều Xuân Tuyết. Mới vừa đồng ý yêu cầu thêm bạn, tin của người lọ đã gửi tới không hề nói những cái câu vớ vẩn như có đó không, đã đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp giới thiệu bản thân, có thể thấy được đây là một người rất tự tin. Chào, Diệp Tu trả lời rất đơn giản, dù sao hắn đã lăn lộn trong vinh quang được 10 năm. Một trong ba công hội lớn, Làm Khê Các vẫn phải biết. Còn về Lam Kiều Xuân Tuyết là ai thì Diệp Tu không rõ lắm. Nhưng mà nếu như Hoàng Thiếu Thiên và Kiếm Thánh Dạ Vũ Thanh Phiền của cậu ta, Diệp Tu ngược lại quen thuộc hơn. Lam Hà hiện nhiên không hề biết người mà cậu chuẩn bị làm quen là một cao thủ cao hơn mình rất nhiều. Dù sao cái tên Lam Kiều Xuân Tuyết của cậu trong game cũng hủ ngã được một đống người. Lam Hà tự tin rằng đối phương đã biết mình là ai. Thế là thực hiện bước trao đổi tiếp theo. Người anh em có đang bận gì không? Đánh pháp bạn. Diệp Tu không ngừng trò chuyện gửi tin đi, thì Quân Mặc Tiếu và Trục Yên Hà cũng đồng thời bước vào rừng rậm Cách Lâm. À, pháp bạn nào? Lam Hà hỏi. Rừng rậm Cách Lâm. Lam Hà mơ hồ 5 giây, sau đó mới nghĩ ra khả năng duy nhất mình có thể đoán được. Kéo bạn ư? Coi như là vậy đi, Diệp Tu nói. Phía tụi thiếu một người đánh bản rừng rậm băng xương, không biết ông có hứng thú hay không? Lam Hà gửi đến. Hử, vì sao lại tìm tụi? Diệp Tu hỏi. Vì sao lại tìm ông? Câu hỏi này khiến cho Lam Hà cảm thấy bùi ngùi. Nói ra thì dài dòng, ước chừng có thể kể cả ngay. Đầu tiên đội Quân Mặc Tiếu chiếm đầu, hai lần huyệt động nhên nhện, làm công hội Làm Khê Các mất mặt vì chẳng làm nên trò trống gì ở phó bản này. Mọi người cảm thấy giận sôi máu. Nhưng mà khi cố ý hỏi thăm về Quân Mặc Tiếu lên bảng 3 lần và đội ngũ của hắn, mọi người Làm Khê Các phát hiện ra vài chuyện không bình thường trong đấy. Chiếm đầu chính là tên này cùng với đồng đội trong đội. Thực ra lại là người này trước đây mâu thuẫn với hắn. Cái tên Nguyệt Trung Miên là tò mắng nhỏ hàng loạt kia, đội dùng mắng chửi nhắc đến bốt ẩn. Theo thời gian quả thực là lúc Quân Mặc Tiếu một mình cướp được ám dạ Miu Yêu, nội dung spam bảo Quân Mặc Tiếu vì chiếm bot riêng mà cố ý hại chết toàn đội. Một kẻ hèn hạ vô liêm sỉ như thế, sao Nguyệt Trung Miên tiếp đấy lại vẫn có thể chơi chung đội với hắn? Trong suốt quá trình xảy ra chuyện gì không ai biết, nhưng ít nhất chứng minh một điều, đội ngũ chiếm đầu được hai lần phó bản huyệt động nhìn nhện này không phải là một đội thân thuộc, mà là một giã đội, còn là một giã đội có mâu thuẫn nội bộ. Thế mà đội còn chiếm đầu được hai lần, quả thực là thực lực không đơn giản, mà Quân Mặc Tiếu rõ ràng chính là tiêu điểm của đội. Tên vô sỉ này vì bốt ẩn mà hại chết toàn đội, nhưng vẫn có thể để người ta nhận vào lần nữa. Tên này nhờ vào thứ gì? Ngoại trừ điều này, còn có một chi tiết người của Làm Khê Các cẩn thận phát hiện. Cái giã đội cướp được hai lần đầu tiên huyệt động nhìn nhịn, thứ tự tên trong danh sách đội ngũ khi lên bảng không hề giống nhau. Đứng đầu danh sách chắc chắn là đội trưởng của đội. Vào lần đầu tiên, đội trưởng là Nguyệt Trung Miên. Nhưng tới lần thứ hai, đội trưởng đã đổi thành Quân Mặc Tiếu. Vị trí đội trưởng phải rất nghiêm túc mà chọn lựa, có thể đá người, có thể chỉnh sửa cách phân phối của đội. Mà đội ngũ này lại bằng lòng nhường chức đội trưởng cho một kẻ vô liêm sỉ từng cấp bot, đây chứng minh điều gì? Tất cả đều chứng minh bọn họ ỷ lại vào người này. Không có người này, bọn họ không thể chiếm đầu được. Người này quả thực là một nhân tài, mà rất có thể là nhân tài chưa có công hội. Nhân tài có công hội không thể nào đi khai hoang còn lẫn vào giã đội. Nhân tài có công hội cũng không thể nào không chơi suốt 24 tiếng. Người của Làm Khê Các qua một ngày nghe ngóng, quan sát và phân tích, cuối cùng rút ra được kết luận như vậy. Đây gọi là ngàn quân dễ được, một tướng có cầu. Nhân tài thế này thực sự nên tích cực tranh thủ. Vì vậy mới xảy ra chuyện Làm Khê Các liên tiếp gửi đến 18 yêu cầu thêm bạn. Yêu cầu thêm bạn tốt, nếu không được đồng ý hoặc không từ chối, đây không phải là không nhìn thấy được thì cũng là lựa chọn bỏ qua. Làm Hạ quyết định dùng cách này để người lọ cảm nhận được thành ý của mình. Quả thực cách làm của cậu thành công. Liên tục 18 lời mời thêm bạn tốt khiến cho Diệp Tu ban đầu vốn không thèm để ý qua rốt cuộc cũng đồng ý. Chẳng qua đến khi đối phương hỏi vì sao lại tìm hắn, Lam Hạ đương nhiên không nói phức tạp sai dòng đến thế. Chỉ vào khu mới vừa mới mở đã lấy được 3 lần chiếm đầu, nhìn là biết cao thủ nên hy vọng kết bạn vân vân. Không dám giấu giếm, tôi chuẩn bị khiêu chiến kỷ lục. Qua bạn hiện tại của rừng rậm băng xương lại thiếu một cái cao thủ đứng đầu như ông anh đây. Nếu phá được kỷ lục đồ tím trực tiếp cho ông, thế nào?
Công hội tụi tụi chỉ muốn phá kỷ lục thôi. La Mã không vội vã kéo người vào công hội. Chơi vinh quang lâu rồi, mọi người đều biết công hội của nhau có cao thủ nổi tiếng nào lại chưa nghe qua. Quân Mặc Tiếu, Lam Hạ nghe rằng cái tên này là cao thủ của công hội nhà ai, đến khu chơi mới chơi chút cho vui. Thế nhưng là hoặc ngoại nhiên không hứng thú với công hội mà truyền lẫn vào xã đội. Loại thứ nhất trực tiếp phất lở chắc chắn kéo không được. Còn loại thứ hai không hứng thú với công hội, nói thẳng ra là khẳng định sẽ liếm mùi thất bại. Vì vậy, Lam Hạ quyết định mời người ta cùng vào phó bản trước, tăng tình hữu nghị. Mọi người đều là cao thủ, phối hợp vui vẻ, không cần nhiều lời dễ dàng hiểu nhau. Hơn nữa, bọn người họ vẫn phải tận mắt chứng kiến thực lực người này, xem có đáng để lôi kéo như bọn họ tính toán không. Về vụ đồ tím đã hứa hẹn, đây chỉ là một quân bài để người ta thấy được thành ý của mình. Rừng rậm băng xương cùng lắm đồ tím cấp 25. Cái khác là có mạnh hay không mà thôi, không cần vì vài món đồ cấp thấp mà tính toán chi ly. Nếu như người lọ thực sự là đại cao thủ chắc chắn cũng không để ý đến thứ này. Nhưng mà đây đã là quân chủ bài duy nhất mà có thể tung ra trong phó bản trước mắt rồi. Nhận được lời mời này, mắt Diệp Tu chợt sáng ngời, nhanh chóng trả lời tin tức của Lam Hà. Đồ tím không cần, nếu được thì tôi muốn thứ khác. Là gì? Lam Hà hỏi. Vật liệu hiếm, Diệp Tu nói. Hà hà, ông anh cũng là người hiểu chuyện. Lam Hà nhìn ra người này quả nhiên là kẻ từng trải, không để ý đến món đồ tím cấp thấp. Thứ đảm bảo giá trị nhất hiện tại không phải là vật hiệu liệu hiếm kia, mà là thứ được dùng cho giai đoạn sau vĩnh viễn không bị đào thải. 72 cái tờ nhện cường lực, Diệp Tu ra giá, không thành vấn đề. Lam Hạ đồng ý sảng khoái. Tuy tờ nhện cường lực cũng được xem là vật liệu hiếm, nhưng xuất hiện tại phó bản của khu vực dành người mới chơi, có thể vào bản không giới hạn. Hơn nữa ngay cả bốt phổ thông cũng có tỷ lệ rơi nhất định. Có thể nói là đây là cái vật liệu hiếm có giá bèo. Thêm một cái mề đầy Mithrin của Bạch Vũ Lữ, Diệp Tu nói. Được chứ, hiện tại có thể cho ông ngay. Lam Hạ vừa trả lời tin tức vừa cười. Mề đầy và bội kiếm mà Diệp Tu kiếm được trên quái chiến binh xương khô đều là đồ trang trí không thuộc tính, hoàn toàn không có giá trị, chỉ có vài cái cô nàng mới thích lấy về làm trang sức mà thôi. Thêm răng nhọn của sói trắng nữa, ta muốn 8 cái, Diệp Tu nói. Thứ này ông anh vừa muốn tờ nhện cường lực, lại vừa muốn mề đầy Mithrin, giờ này lại muốn răng nhọn, hình như hơi nhiều thì phải. Lam Hạ mất hứng rồi. Chương 32, cò kè mặc cả. Sói trắng, bạch phù nữ đều là boss ẩn của rừng rậm băng xương. Thứ không có giá trị thực dụng như mề đai Mithrin, Lam Hạ hoàn toàn không đau lòng. Nhưng mà răng lanh sói trắng rất chi là quý giá. Rừng rậm băng xương không thuộc kiểu người chơi học tập như phó bản ở thôn Tân Thủ. Mỗi ngày, mỗi người chỉ có thể vào tối đa 4 lần. 4 lần này boss ẩn còn khó có thể chạm mặt, huống chi 2 phần tỷ lệ bốt gặp chưa chắc đã là sói trắng. Nếu như Diệp Tu muốn 8 cái răng sói trắng, Lam Hạ cũng không do dự. Nhưng vừa muốn thêm 72 cái tờ nhện cường lực, lại muốn 72 cái răng sói, thêm cái 8 răng nhọn, Lam Hạ chỉ cảm thấy tên này có chút lòng tham không đáy. Không hổ là người sẽ vì bót ẩn mà hại chết toàn đội. Dù kỹ thuật tên này tốt, nhưng mà nhân phẩm không được, lôi kéo nhìn người như vậy vào công hội có thích hợp hay không. Lam Hạ bắt đầu do dự. Diệp Tu bên kia cũng từ tốn gửi tin sang. Nhiều hả? Vậy tụi không cần mì đay nữa được không? Lam Hạ dở khóc dở cười, nhanh chóng trả lời. Người anh em, chúng ta đều là người hiểu chuyện. Loại đồ vật như mề đay ông muốn nhiều hay ít chả sao, nhưng tơ nhện cường lực và răng sói trắng, vậy ông thấy bao nhiêu là phù hợp? Diệp Tu hỏi. Chọn một trong hai, Lam Hạ nói. Đây thực sự là khó chọn à, Diệp Tu nói. Cá cùng chân gấu không thể lấy cả hai ông anh à, Lam Hạ thành thần khẩn bảo. Vậy răng sói trắng đi, Diệp Tu nói. Được, Lam Hạ thở dài một hơi. Tờ nhện cường lực thì bao nhiêu mới được, Diệp Tu nói tiếp. Lam Hạ xém chút hộc máu. 40 cái thế nào? Ông anh thật, Lam Hạ chợt không hiểu nói gì. 30 cái. Ách, 25 cái được không, Diệp Tu hỏi. Lam Hạ hồi lâu tay trên bàn phím nhưng không tìm được câu trả lời thích hợp. 24. Lam Hạ bỗng nhiên mềm lòng.
người ta đã giảm số lượng từng chút rồi. Đường đường là người của Lam Khê Các, lại vì Tơ Nhện cường lực mà cò kè mặc cả có mất mặt hay không. Lam Hạ vỗ phím, được thế đi. Rồi, Lam Hạ lúc này mới thở phào, kết quả một tin nhắn nhảy đến. Vậy tụi thêm mê đai Mithrin, dù sao ông cũng không cần đúng không? Lam Hạ té rầm từ trên ghế xuống, đây rốt cuộc là đứa nào? Mê đai Mithrin không có giá trị vậy mà cũng cố chiếm lợi cho được hả? Ông cần nhiều thứ này làm gì? Lam Hạ nghĩ không ra bên hỏi. Trong mắt ông thứ này hoàn toàn vô dụng, nhưng trong mắt vô số người thì giá trị nó sẽ là khác xa, Diệp Tu nói. Lam Hạ đương nhiên biết Diệp Tu nói đây chính là mấy cái cô nàng thích đồ trang sức. Quả nhiên tên này muốn tán gái ư? Một cái thì thôi đi, còn muốn nhiều như thế, định tán bao nhiêu em gái đây? Lam Hạ âm thầm khinh bị người này xong liền hỏi. Vậy ông muốn mấy cái? Ông không phải bảo không sao ư? Vậy cho tụi hết nhé, Diệp Tu nói. Tụi cũng không có nhiều, chỉ có hai cái. Lam Hạ chẳng thể làm gì khác ngoại nói dối, đồng thời tự hận bảo vì sao lại bảo cũng chả sao. Thứ này quả thực không có giá trị nhưng cũng là trang sức, tặng mấy em gái trong công hội cũng là lựa chọn tốt, khi không đưa hết cho tên này thì hơi tiếc. Diệp Tu đáp lại bằng một cái sự im lặng tuyệt đối khiến Lam Hạ mặt đỏ đến mang tai. Lời nói dối này thực sự quá vụng, nhưng mà nói rồi Lam Hạ đành mặt dày chống đỡ. Cứ thế đi hát liễu ra bất ẩn phân phối thế nào? Diệp Tu lại hỏi một câu. Mọi người đổ xí ngầu, Lam Hạ trả lời dứt khoát. Im lặng tuyệt đối vẫn là im lặng. Lam Hà thở dài. Một người lỗ lực chiếm lợi như thế làm sao bị lừa được. Đỗ Sĩ Ngầu nhìn thì công bằng, nhưng bốn người Lam Hà thân thiết nhau, bên kia duy nhất chỉ là một người ngoài. Đổ với bốn so với một, bọn họ hiển nhiên được lợi hơn. Tên kia biết rõ điều này. Hà, tụi đùa thôi, Lam Hà vội vàng pha trò. Nếu như xuất hiện ẩn kỷ lục thì có lẽ không đạt được nữa. Chẳng phải khiến ông anh phí công rồi. Đồ vật rơi từ bốt ẩn thì cho ông chọn trước thế nào? Tốt, quyết định vậy đi, Diệp Tu đồng ý rồi. Vậy thì chừng nào ông anh tới? Tụi đều ở rừng rậm băng xương rồi, Lam Hà nói. Chờ tụi đánh xong phó bạn rồi sẽ ra, Diệp Tu nói. Được, Lam Hà gật đầu cuối cùng nhìn Diệp Tu trong danh sách bạn tốt. Ông bạn có muốn chuyển nghề trước không? Không cần, trước mắt cứ vậy đi. Lam Hà ngẩn ra, này, không nói nữa, tụi tranh thủ hoàn thành phó bạn đã, Diệp Tu trả lời. Vì vậy Lam Hà yên lặng tắt đi khung tin nhắn, suy đi nghĩ lại, cảm thấy có chút không đúng. Cẩn thận suy nghĩ cả buổi, đột nhiên vỗ đùi. Làm cái gì à? Mục đích của chính mình muốn mời tên này cùng đánh phó bạn để tăng tình cảm mà. Kết quả lại chú trọng vào chuyện trả giá thù lao cả buổi. Tính chất này hoàn toàn thay đổi rồi, cứ như đang mời người ta đến làm công. Làm cái các bọn họ chỉ cần mời người khác đến làm công hả? Vừa nghĩ đến điểm này, Lam Hà chợt thấy tiếc nuối với cái đống thù lao mà mình vừa có kè mặc cả được. Cảm giác cứ như là tặng không cho người ta. Nhưng bỗng như dừng nhớ ra điều kiện để có những vật này là phá được kỷ lục phó bản. Lam Hà giật mình, thiếu một người phá kỷ lục gì gì đấy đều là cái cớ của bọn họ. Làm kế các lần này có tận 40 cao thủ đến khu mới, sao có thể thiếu người lập một cái đội 5 người? Thiếu người chỉ là lý do cơ bản, phá kỷ lục mới là lý do khác để mọi người có chung mục tiêu phấn đấu, thế sẽ dễ hiểu hơn. Nói thật Lam Hà không hề cảm thấy mời đại một người có thể phá được kỷ lục. Rạng sáng 12 giờ, số lần vào phó bản trở lại như cũ. Lam Hạ đã dẫn đội tinh nhuệ nhất của Lam Kê Các đánh rừng rậm băng xương 3 lần. Thời gian chênh lệch khá ổn định với kỷ lục hiện nay của Trung Tảo Đường. Nếu như thực sự chỉ vì mời một người mà có thể thay đổi, vậy thực lực người này chẳng phải còn mạnh hơn những tinh anh công hội của bọn họ ư? Lam Hạ cảm thấy Quân Mạc Tiếu là một nhân tài, nhưng không hề cảm thấy nhân tài này sẽ mạnh hơn những tinh anh của bọn họ. Nhưng rốt cuộc tên này lại cùng cậu co kè mặc cả thù lao. Nãy nào hắn ta nghiêm túc, hắn mới 20 cấp A, hơn nữa còn bảo không chuyển nghề. Thế này mà hắn vẫn cảm thấy có thể đội mới ghi chép sao? Lam Hà, ông liên lạc với người kia thế nào rồi? Ngay lúc này đồng đội bên cạnh Lam Hà cao thủ hệ châu hỏi. Mời được rồi, một lát sau hắn sẽ tới. Ai trong mấy ông nhường vị trí cho hắn? Lam Hà nhìn phía bốn người khác. À, tụi nghỉ một lát, một người nói. Sau khi Lam Hà ừ một tiếng, người này lập tức rời khỏi đội ngũ. Còn bốn người ngồi xổm trước cửa phó bản đợi Quân Mạc Tiếu đại giá. Trong lòng Lam Hà vẫn do dự không yên. Chương 33 đến làm trò cười.
Diệp Tu sau khi hất ngã ám dạ mi yêu nhanh chóng nhặt ba cái móng tay của nó, thêm với 6 cái trước đây tổng cộng được 9 cái, đã đạt yêu cầu của hắn, thật đáng mừng. Ngoài cái này ra, hắn còn có 4 cái móng vuốt ám dạ mi yêu, thứ này hắn không cần, nhưng sẽ có người cần. Chờ sau khi mấy người kia phá vỡ kỷ lục, yêu cầu lấy hàng đổi hàng, hắn cũng sẽ không bị từ chối. Diệp Tu nghĩ xong liền cho Quân Mạc Tiếu rời phó bản, Trục Yên Hạ bên này trực tiếp rời khỏi trò chơi, nghỉ ngơi 10 phút để giải trừ trạng thái lâm nguy, sau đó quay về thôn Tân Thủ, dùng 1.225 điểm kỹ năng học sạch sẽ. Người chơi đến cấp 20 sẽ có được 1.250 điểm kỹ năng. Quân Mạc Tiếu nhờ có được sách kỹ năng mà dư ra 5 điểm, xem như dẫn trước một chút. Chuẩn bị kỹ năng hoàn tất, lập tức rời khỏi thôn Tân Thủ, chính thức bước vào Đại Lục Vinh Quang. Từ lúc này, hệ thống không hỗ trợ phân phối đám đông nữa, bao quanh cả rừng rậm băng xương chỉ toàn người với người. Rất nhiều phó bản của Vinh Quang không có lối vào cố định, ví như là rừng rậm băng xương, rừng cái này chính là phó bản, tùy tiện tiến vào từ phía nào cũng được. Mọi người ở đâu? Tôi đến rừng rậm băng xương rồi. Bên ngoài rừng rậm băng xương rất náo nhiệt. Sau khi chia tay thôn Tân Thủ, thị trường giao dịch cũng dần khởi bước. Ngoại thành rừng rậm băng xương trở thành thị trường đầu tiên, không ít người lập quầy buôn bán. Diệp Tu vừa đi dạo qua hai quầy, giá tiền đều lung tung cả lên. Người không hiểu cứ nghĩ là bán thấp sẽ chịu thiệt, đều nâng giá lên cao. Người có hiểu biết sẽ không lấy vật liệu hiếm ra buôn bán vào lúc này, chỉ bán vài món trang bị cấp 20. Nhưng mà những trang bị lọt vào mắt của những người chơi thăng cấp nhờ nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ chỉ là thưởng trang bị lục, kém hẳn một cấp so với đồ lam. Như Quân Mạc Tiếu vậy, nhờ đi phó bản thăng cấp, cả người hắn đã đủ bộ đồ lam. Lướt qua vài quầy không phát hiện được gì, tin của Lam Hà gửi tới báo tọa độ cho Diệp Tu. Diệp Tu vội vàng chạy tới. Trong chốc lát, Quân Mạc Tiếu đã xuất hiện trong tầm mắt của đội Lam Hà. Bốn người nhất thời hít sâu một hơi. Vị cao thủ đầu tiên khu vực 10 mà họ coi trọng thực sự quá mô đen, cả người pha trộn rất nhiều phong cách. Cho mẹ gì đây? Bốn người há hốc mồm nhìn trang bị trên người Quân Mạc Tiếu. Trong Vinh Quang không có chức năng kiểm tra hoặc giám định thông tin của người chơi, người chơi phải dựa vào mắt thường mà điều tra theo hình dáng và chi tiết để xác định trang bị. Quân Mạc Tiếu mang đầy đủ cả 5 loại giáp vải, da xích nặng nhẹ, phong cách khá bình thường ở thôn Tân Thủ. Nhưng đến Đại Lục Vinh Quang thì là chuyện khác, bởi vì người chơi rời khỏi thôn Tân Thủ đều là cấp 20, đã chuyển nghề hết. Sau khi chuyển nghề không thể mặc lung tung, bởi vì mỗi nghề sẽ chuyên một loại trang bị khác nhau, thế nên người bình thường hầu hết sẽ chọn những trang bị phù hợp với nghề nghiệp của mình, thỉnh thoảng vì vài yêu cầu đặc biệt mà mặc món khác. Nhưng mà giống như Quân Mạc Tiếu từ đầu đến chân mặc cả 5 loại thì quả thực không có ai. Trong khi bốn người còn đang mờ mịt, Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu đến bên cạnh đeo tai nghe. Ê thử giọng. Nghe được rồi. Lam Hạ tiếp lời. Chào mọi người, Diệp Tu chào hỏi. Chào, giới thiệu chút nào. Hệ Châu, Đăng Hoa Dạ, Lôi Minh Điện Quang là những cao thủ tinh nhanh nhất của Lam Khế Các tụi tụi. Lam Hạ lần lượt giới thiệu ba người. Chào mọi người, chào mọi người. Chờ tụi thêm chút nữa, ngại quá. Diệp Tu vừa nói xong một câu đã không động đậy. Ba người khác tựa lúc Quân Mạc Tiếu vẫn chưa nhập đội, điên cuồng gõ chữ châm chọc trong kênh tổ đội. Ông tìm không nhầm người đó chứ? Đăng Hoa Dạ hỏi. Nói nhảm, người cũng chưa chuyển. Lôi Minh Điện hỏi. Hắn bảo sẽ xem sau. Hắn thế này có giúp được chúng ta phá kỷ lục ư? Đăng Hoa Dạ vô cùng hoài nghi. Không được thì thôi, mục đích chúng ta là xem trình độ sâu cạn quán. Lam Hạ họ nói. Mấy cái khác không biết, ai đi của hắn sâu hay cạn thì tụi nhìn ra rồi. Lôi Minh Điện Quang nói. Cái gì? Quân Mạc Tiếu sao? Chính là bảo người khác đừng cười. Ông bạn này tới đây để làm cho cười chăng? Lôi Minh Điện Quang nói. Đừng trong mặt mà bắt hình xong. Người ta chưa chuyển nghề mặc thế này là rất bình thường. Lam Hà không biết những lời này có hay chăng, thuận tiện tìm kiếm cớ cho mình. Toàn thân lộn xộn của Quân Mạc Tiếu khiến cậu thích ứng không kịp. Ở Đại Lục Vinh Quang nhiều năm như thế, vẫn chưa thấy một người nào ăn mặc tự do dữ dội thế này. Tên này không chuyển nghề, chẳng lẽ định chơi tán nhân? Hệ Châu từ nãy đến giờ không lên tiếng, đột nhiên mở miệng. Hắn cũng là người chơi khá lão làng, biết rõ từ lâu trước đây có người từng chơi tán nhân. Tán nhân, cách chơi ấy lỗi thời rồi. Không phải bởi vì cấp 50 không có nhiệm vụ thức tỉnh nên không thể thăng cấp ư? Đăng Hoa Dạ không có thâm niên lâu như Hệ Châu, nhưng mà kiến thức rộng rãi, biết sơ sơ qua chuyện trước đây. Lúc ấy khu vực Vinh Quang mới mở, lần đầu tiên Vinh Quang gia nhập đẳng cấp giới hạn từ cấp 50 lên cấp 55. Mà nhân vật muốn đến cấp 50 trở lên phải hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp. Tán nhân bởi vì không có nhiệm vụ thức tỉnh
Thế nên cao cấp nhất chỉ dừng ở cấp độ làm 10. Làm cấp, đây là một cái mức chênh lệch từ trang bị đến kỹ năng trong vinh quang, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sau này đẳng cấp liên tục gia tăng, tán nhân và những nghề khác không ngừng chênh lệch. Ai lấy đều rõ ràng tán nhân đã mất đi giá trị. Lẽ nào hắn định chơi đến 50 mới chuyển nghề? Đăng Hoa Dạ nói. Thế thì sẽ không mất điểm thuộc tính chứ? Lôi Mình Điện Quang nghi ngờ. Thuộc tính của mỗi nghề tăng không giống nhau. Nếu cởi sạch trang bị của kiếm khách cấp 50 và pháp sư nguyên tố cấp 50 sẽ thấy ngay sự khác biệt về thuộc tính. Tỷ lệ tăng điểm thuộc tính của tán nhân không giống với bất kỳ nghề nghiệp nào. Theo một cách, mãi đến khi cấp 50 sau này mới chuyển nghề. Vậy thì điểm tăng trong 30 cấp từ cấp 20 đến cấp 50 có thể chỉnh sửa được ư? Này, ai biết? Bây giờ còn có người quan tâm đến vấn đề này ư? Đăng Hoa Dạ nói. Mọi người trầm mặc, bọn họ là cao thủ tinh anh. Nhưng không, vấn đề này quả thực không quan tâm lắm. Cũng không cần quan tâm. Ai lên cấp 20 mà không chuyển nghề chứ? Đã nhiều năm rồi, chưa từng gặp qua người nào như vậy. Chúng ta đoán làm gì? Trực tiếp hỏi thử không phải xong sao? Đăng Hoa Dạ bước thẳng trước mặt Quân Mạc Tiếu. Ông bạn không chuyển nghề là định chơi tán nhân à? Không hề phản ứng. Người anh em có đó không? Đăng Hoa Dạ là lên. Vừa mới bảo đợi, hắn không có mặt mà. Lam Hạ nói. Nếu là tán nhân, hắn mang theo tất cả vũ khí đúng không? Lôi Minh Điện Quang hiếu kỳ mà đi quanh Quân Mạc Tiếu hai vòng. Hai tay của Quân Mạc Tiếu lúc này trống trơn, không cầm bất cứ vũ khí nào. Bởi vì ô thiên cơ của Diệp Tu đã bị hắn bỏ vào hệ thống chỉnh sửa trang bị. Vũ khí mới đặt vào lập tức không có hình dáng vốn có. Hệ thống chỉnh sửa trang bị sẽ tự động quét ra bức vẽ cấu tạo ô thiên cơ. Ô thiên cơ khá phức tạp, hiện đầy đủ cũng phải vài trang màn hình. Mà Diệp Tu lúc này đang cẩn thận lấy móng tay của ám dạ Miêu kiếm được trong rừng rậm cách Lâm ra, cẩn thận cầm lên bắt đầu đưa lên về phía đầu nhọn của cuối nano trong bức vẽ cấu tạo của ô thiên cơ.